Ballantine là một dòng Scotch whisky nổi tiếng và được thành lập bởi Joe Ballantine vào những năm 1827. Ballantine nổi tiếng với dòng whisky phối trộn và chất lượng cao. Và sau đây là một số dòng Ballantine mà hiện tại Avino White đang kinh doanh. Đầu tiên đó là dòng Ballantine Finest. Ballantine Finest là một dòng whisky cơ bản của nhà Ballantine. Ballantine Finest mang đến những hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu. Ballantine Finest rất phù hợp cho anh chị nào mới bắt đầu trải nghiệm và thưởng thức whisky. Trong dòng Ballantine Finest thì có bộ sản phẩm Ballantine Finest để phù hợp cho anh chị nào làm quà tặng. Tiếp đến là một dòng Ballantine rất nổi tiếng và rất được nhiều anh chị ưa chuộng, đó là Ballantine 12, được ủ trong các cái thùng gỗ sôi ít nhất là 12 năm, mang đến những hương vị phong phú của trái cây chín, mật ong và gia vị. Và cuối cùng là một dòng Ballantine rất đặc biệt, đó là Ballantine 15. Ballantine 15 là một loại whisky đơn cất khác với những dòng Ballantine phối trộn khác. Vì vậy, Ballantine 15 mang đến những hương vị rất phức tạp và đặc biệt của trái cây chín, gỗ sôi, gia vị và một chút đắng của sô-cô-la. Ballantine 15 rất phù hợp cho những bữa tiệc đặc biệt. Và vừa rồi là chia sẻ của em Hiếu về những dòng Ballantine đang kinh doanh ở Avino White. Em Hiếu mời anh chị tham khảo và ghé đến Avino để được em Hiếu và nhân viên tư vấn phục vụ anh chị một cách tốt nhất. Anh chị đừng quên ấn theo dõi kênh của Avino White để luôn được cập nhật những kiến thức mới về dòng vàng và dòng whisky vào ngày mai.